Phương cây cảnh Sardes thân chào anh chị. Đây là những cái rễ của cây phôi á. Bắt đầu nó là một cái củ phôi, xong rồi á là mình cắt, mình chia những cái rễ ra rồi mình trồng thẳng xuống vào trong chậu. Thì sẽ có những người khách á là thích cái gu á là chơi rễ không chơi củ. À, đây là những cái chậu mà một chút mình sẽ quán kiện cho khách nè, giao ra miền Bắc. Còn đây là combo 20 củ phôi là một chút quán kiện cho khách luôn. Đây là chậu ngũ sắc thái khách đặt, mình sẽ quấn kèm cái chậu như trong hình, về khỏi phải sang chậu nữa. Đi xa rụng hoa rụng lá cho nên nó là mình sẽ dán băng keo như thế này cho khách nhé, để anh phân biệt được cây đó là cây màu gì, cái nhánh đó là nhánh màu gì. Đây, để mình làm việc rất là kỹ cho cho khách. Ở đây là những củ phôi khách đã đặt này. Đây là những cái chậu mà Mỹ Jean trồng 1 năm. Khách đặt 1 cặp. Hồng găng 1 cặp. À, loại này mình đang xuất với giá là 1 chậu là 180. Ghép hoa Mỹ nha. Còn gốc Mỹ hiện tại mình đang xuất với giá là 200.000. Mỗi sắc thái hiện tại là vào trong chậu nhựa tròn như thế này là 500. Tiền ship là 50.000. Tổng cộng là 550 bao ship về tặng nhà cho mình. Trong vườn của mình đó là cũng có những cái dạng mà tiểu mini cẩm hạch tím như thế này, rất là dễ thương nè. Một chậu là 120.000. Bây giờ mình làm tiểu cảnh, không phải là so về độ to hay nhỏ mà so về ngay chỗ là mục đích mình đó là mua về để làm tiểu cảnh trang trí ngôi nhà, thì mình cần những chậu nhỏ nhỏ thế này thôi. Chậu mini mà cẩm hạch cam cầu vồng 120.000 một chậu. Đây là chậu, để mình xem chậu gì nha, tiểu Ấn Độ nè, ra hoa rất là dễ nha, mình nhìn thấy dòng sau này là dòng tiểu Ấn Độ đổi màu á thì nó dễ ra hoa, lập hoa nhanh hơn, xiên bông, chơi bông khá lâu, tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi rồi. Ngũ sắc thái vào trong chậu lục giác thế này đang có hoa thì là 500.000, tiền ship ra 50 khi anh chị lấy hai chậu là tổng là 1 triệu, mình bao ship về tặng nhà. Chiều cao từ miệng chậu đi lên là 1 mét. Những cái chậu mini thế này hiện tại mình đang xuất với giá là 200.000 một chậu nhé, 200.000 một chậu. À, ghép là 3 màu cho tới là 4 màu, khi anh chị lấy sỉ thì giá rất là đẹp cho mình luôn. Ngoài ra, hoa giấy Việt nếu anh chị có nhu cầu đi công trình thì có thể là liên hệ bên mình. Hiện tại là vườn của mình là đã ra bông dạng cái giống bầu nhỏ như thế này mà đã ra bông rất là nhiều luôn. Mỗi loại thì mình nhân với số lượng là 2.000 bầu. Có thể là lấy đi công trình, mình sẽ để giá sỉ cho anh chị đóng thùng nhé. Hiện tại thì mình đang xuất với giá một bầu như vậy. Một bầu như vậy là 25.000, 3 bầu là 100 bao ship. Khi mà lấy 6 cây, mình sẽ tặng 3 cây bao ship về tặng nhà cho mình. Những chậu cẩm hạch tím siêu bông ghép gốc Mỹ. Đây là chậu tím tuyết, mình xuất cái giá là 200.000 một chậu nhé. Vào trong chậu lục giác sẵn rồi. Đuôi cáo thì bắt đầu là nó rộ bông ra rồi. Chậu nào mà nó đẹp tàn, có bông là mình sẽ xuất trước. Mỹ cam cũng đang có bông luôn. Nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh đã có bông. 80.000 một chậu. Mỹ vàng nè. Vườn làm mà mỗi loại đều có cái số lượng cho nên anh chị có thể là đặt sỉ trên vườn của mình
nhận ghép phôi theo yêu cầu. Tất cả những cái dòng giống Phương sẽ cập nhật qua Zalo cho anh chị. Những cái dòng hiện tại số lượng thì vườn sẽ có là ngũ sắc thái nè, cẩm thạch, hoa giấy Việt, bầu giống để đi công trình, C6, C10 để đi công trình. Số điện thoại bên vườn của mình là 0902 898 258, hay gọi điện thoại cho mình nhé. Rồi, Trấn Thành cảm ơn anh chị nhiều ạ.